Hello everyone. Okay, so today we will learn English together. Okay, so I hope everyone still want to learn. Okay, so now let's see our lesson together. Okay, today we will learn about Unit 4, Nationalities. Again, Unit 4, Nationalities. Good job. Okay, Lesson 1. My nationality is. Again, lesson 1. My nationality is. Good job. Okay, and today teachers will introduce conversation, right? Textbook page 44. Okay, this one we call textbook. So everyone have, right? Okay, so you open your textbook page 44, okay? And then we will do conversation with a point, okay? Good job. Chà, thằng ngày ní, cứ nè, cử nâng bằng riêng bị ca xoan tình nìa. Sư phơ bùm giới tùm bọt tìm mà cốt, sai sập buồn, okay? Chà, A, listen and say. Again, A, listen and say. Good job. Chà, muốn phê dưỡng chơi phơ ca xoan tình nghĩa. Mình nói dưỡng khoản tật bằng to bì sạp đà môn nè. Mình ớt, ảnh chân thì chơi trong ở cốn chơi phía ní mùi. Chà, dưỡng ăn thầm mấy cốt. And you. Okay, everyone read. And you. Again. And you. Okay, good job. Mình nói thầm mấy cốt. Hai cho nhẹ vĩnh. Chân mình nói thầm dưỡng trong đăng bì kế nát xua kề vĩnh. Dưỡng phở bị thầm mấy cốt. And you. Very good. Okay, this is the picture of conversation. Chà, này cứ chỉ bị ở cứ chỉ rụp hiệp mũi lại mình chạm bị ca xong tình nìa nè. Chà, cứ biến mình pro mình nhé, mình say mình nhé. Okay, chân chân mơ xong nuốt đồng bồn tại cái xuôi thầm mình. Chà, có chú mũi ấy có chú mũi bồ nè. Chà, dân chạm mơ xanh tạp bồ ná mùi nà nè. Có xuôi xong nuốt thầm mình. What is your nationality? Okay, everyone read. What is your nationality? Mà đón tiếp. What is your nationality? Chà, dừng mình sẽ nhập rồi. Chà, nấy cái chữ bồn là mình ấn. Có xua xùm nua thá. What is your nationality? Chà, à lớn mơ chùm lao rồi ta. Chùm lao ấy ná. Chà, thầm mắt hai quát nó chùm ấy. Okay. Chà, chùm lao ấy chùm lao thá. My nationality is Cambodian. Okay, tự ngọt khả nị ăn mất. My nationality is Cambodian. Thế nào nãy chào ấy. Chà, cứ Navi ní. Chúng mua bọc quật kế Navi. Quật chào ấy tự bồ nà ná. Chào ấy thầm mất nha cái chám. Tỏ ở lớp dân chào ấy tự ngọt khả nị. 1, 2, 3. My nationality is Cambodian. Good job. Tỏ ở lớp dân xui xùm nung bọn đoàn tiết. Tỏ bồ nà xui thầm mất. Tỏ xui tự ngọt khả nị ná. 1, 2, 3. Okay, bồ nà xui thá. What is your nationality? Chà, bọn đoàn tiết mất. What is your nationality? Okay, nào vi chào ấy tự ngọt khả nị. Tỏ dân chào ấy tự ngọt khả nị. My nationality is Cambodian. One more time. My nationality is Cambodian. Good job. Chà, chẳng dân thử xua xong nô tiệt. Chẳng đăng thả kê nó xin chị tẩy đá. Dương pra xong dân mạch. Chà, and you. Ok, do you want to say? And you. Nên nè nè xua con. Cứ nè vì con nơi ta xua bồ nà. Tụi ta thăm mạch con. And you. Good job. Ok. Tỏ bồ nà trai thăm mạch. Bồ nà trả lời tha, I'm Cambodian too. One more time. I'm Cambodian too. Good job. Tỏ ở lấy chân xa đàm sần. Tỏ xùm nua. Bồ nà xùa tha. What is your nationality? Answer. Nào ví trả lời tha, my nationality is Cambodian. Nào ví xùa bồ nà vinh tha. And you, good job. Bona try to make good.
am Cambodian too. Good job. Okay, here, practice. Okay? Make the conversation with your friend. Chà. Chỗ thua ca xoan tình nghĩa chỉ mùi mất rồi bỏ nè. Chà, chẳng thua ca xoan tình nghĩa chỉ mùi mất. Chẳng mà dân nâng tiếc dân ọt miền mật phẹo mà lên. Còn ai thua ca xoan tình nghĩa chỉ mùi nè ban con. Chỉ mùi bá. Chỉ mùi mát. Chỉ mùi bóng pro. Và ôn sấy rồi cậu bóng sấy bảo dường. Chà. À lấy này thì chờ nâng thua ca xoan tình nghĩa ở con mờ. Ta thấy thua nhằng mệt nách. Ok, à lấy này chờ nâng hai mật phẹo bỏ chờ màu. Thua ca xoan tình nghĩa chỉ mùi kìa. Ok. Come on. Okay, say hello. Hello, students. Okay, good. Chà, này cứ chưa rụp hiếp này ca xoan tình nìa. Ta chợ đã rụp hiếp ta đã nè. Okay, ta à lời mơ xùm nữa. Đại chút năm bốn ta chợ xua quả thả mình. Chà, thì chợ xua tha. What is your nationality? Chà, answer. My nationality is Cambodian. And you? Okay. Chà chà lại thầm mấy con. I'm Cambodian too. Okay. À lấy thì chà năng thơm đoàn tiết là con mờ. What is your nationality? My nationality is Cambodian. And you? I'm Cambodian too. Okay. Chân nhìn thơm bạp năng nạ con á. Okay. Goodbye. Goodbye. Okay. Chẳng cái này này con thơ ca xong tình nghĩa cho mùi mệt phẹt bỏ dưỡng bạp năng hói. Cứ trời tệ thọt chỉ video nhà mà ở chờ vinh. Cứ thơ đôi tự chờ nâng tự chờ sạch hà. Ở xua khả nhìn chẳng nét. Hãy con nhà video mà vinh, ok? Chẳng cho xin cầm thọc bộ dưỡng nâng xua tình ở khả nhìa. Ok, chẳng cỡi mình đây thả. Read and write the conversation in your book. Chà. Thầm mạch con xôm bồn bồn ăn hai sơ xê ca xanh tình nghĩa đặc nông xịp hợi. Ok. Chơi nâng ăn á, ăn máu. Chà, lại bồn á, ăn thầm mạch. What is your nationality? Chà, nào vì chá lói. My nationality is Cambodian. And you? Chà, bồn á, I'm Cambodian too. Ok. So this one, you write down in your exercise book. Chà, chân cái lãnh nghĩ cứ dân cất đặt nông xịp hứ lùng hát bỏ dưỡng hay thoát nhằm ở chờ vinh nè. Thì chơi nâng cài ở dưỡng. Ok. So the last one, teacher want to say thank you and say goodbye. Goodbye.